con chứ. Phải là. Làm cho nó đốt chân con nào đấy. Được sớm, được sớm. Mai lần. À, tập trung đây. Sao vào đấy? Đây. Đây. Ép tiếp. Màu lên. Tập trung vào chỉ chắc là mình đã phải đấu được rồi. Hai đo rồi. Tập bên nào là gì? 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 Tập bên n
lại chơi vậy?